Tén tên bất ngờ. Sao anh không bất ngờ thế? Em muốn gặp anh nên mới đến đây. Ít nhất thì anh cũng phải ngạc nhiên một chút chứ. Nếu không em sẽ lúng túng lắm. Khoan đã. Khoan đã. Không phải. Không phải em ghét anh. Chỉ là hơi hoảng sợ thôi. iQIYI. Strange name, amazing shows.